Anh Đông mới về tiếp một con hai cầu. Anh để thắng hơi lốc kê. Máy 33 tới bụng. Cầu số 3 tấn rưỡi, thùng 31 này. Lốc đôi. Con này thùng dài 31, rộng 2m05. Phủ bề, lòng thùng 1m22. Người lốc kê nhíp 2 tầng. Rồi, cầu mới nhé, lốc kê mới, cầu bãi nhé, không phải cầu mới. Đèn xi nhan đầy đủ hết hai bên, bừng điếc đầy đủ. Cái này bữa giờ đóng xong là có đi chạy rồi nhé. Chạy được mấy chục cái tấn củ điều. Lớp sau là mới cả dàn. Đã yêu thương nhé, 109 triệu. Mái che mái trước đầy đủ. Thất trên thất dưới là đóng mới nhá. Thùng trên là đóng mới luôn. Trên U10 dưới U12 ốp đôi hết. Bên 2 tinh. Bình hơi trong này. Bình là bình bình Đồng Nai 100. Số chiến thắng 3,5. Đèn còi xi nhan đầy đủ nhá. Đây đèn này. Xi nhan này. Sinh nhân hôm, sinh nhân sau có hết này. Cái này nó một ngày đấy. Tối bật sáng. Bước của tôi đó. Nắp đít này, nắp đít mới làm nhé. Dàn cũ, máy cũ. Một con ba lá, một con nhông. Đi mua mới, mua mới lúc lạnh. Lúc trước 6/10/12, mâm dày mâm mới luôn nhá. Đàn đồ số là cô giáo. Máy răng ngông 33. Tới bụng con này tới chưa vào cáp nhá. Mắc lấy em vào cho 50m. Mâm lốt hai bên mâm dày. Xong chưa cô? Này áp chốt này mới làm hết. Đây U12 ốc đôi. Cụ kiếc bày bán hết nha. Còn tay lái mới này. Còi. Còi to khiếp. Lốp dép hai bên là mới cả dàn hết. Thay cái dây. Máy móc ok hết nha. Máy êm lực, không khói không cả đâu. Giá 109 triệu, còn thương lượng và bao ship 100 km nhé. Còn là xa hơn để hỗ trợ em thêm tiền dầu ship tiếp cửa. Ok.